Để kịp thời hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng từ COVID-19, thời gian qua các địa phương và nhất là các hội đoàn thể đã vận động tổ chức nhiều chương trình nhân đạo, xã hội ý nghĩa, góp phần giúp cho bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Tháng 10 vừa qua là đợt cao điểm triển khai công tác an sinh xã hội của Hội Chữ Thập Đỏ phường Hòa Cường Bắc. Ngay sau khi thành phố có quyết định nới lỏng, hội đã liên hệ vận động hàng trăm xuất quà gồm tiền mặt, các nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ cho bà con khó khăn trên địa bàn. Hơn cả vật chất, sự quan tâm, động viên của hội và các nhà hảo tâm mới chính là món quà ý nghĩa nhất đối với bà con. Qua thời gian những cách mà các mạnh quân ủng hộ cho bà con, thì tôi cũng thay mặt cho bà con là cảm ơn các mạnh thường quân đã quan tâm, tận tình và chia sẻ của buổi nhân dân của đồng phường. Thì mong muốn thời gian tới thì các xin đề nghị các mạnh quân thì cũng ủng hộ thêm cho bà con. Thì vì trong thời gian rất là khó khăn. Đối với bà con là nhất là khó khăn, nghèo, khuyết tật vẫn còn có những khó khăn nhất định trong cái đời sống. Cho nên là chúng tôi cũng vận động một số nhà tài trợ để cùng với nhau đối với địa phương tổ chức trao cho những món quà ý nghĩa và đầy tính nhân văn của nhà tài trợ đến với lại bà con nghèo. Không những ở địa phương đây mà còn một số bà con bán vé số hoặc là những người mà đi khuyết toàn tật ở nơi khác đấy mà chúng tôi vẫn hỗ trợ. Cũng theo ông Chiến, các chương trình nhân đạo vì cộng đồng hiện nay rất dễ tiếp cận vì thành phố rất ủng hộ các chính sách, chủ trương về an sinh xã hội. Bản thân các nhà hảo tâm hay các tổ chức thiện nguyện cũng rất tích cực và chủ động kết nối với các hội đoàn thể, các địa phương. Nói chung là nhà tài trợ cũng luôn luôn hướng về quê hương và luôn luôn có tấm lòng hảo tâm để có những phần quà nhỏ bé để về với quê hương trong cái mùa dịch đại dịch này. Những lần tới thì cũng cố gắng hết sức cũng để đưa những cái phần quà về cho bà con. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và vẫn còn đó những hoàn cảnh khó khăn. Thực tế cho thấy khi công tác an sinh xã hội chưa được quan tâm đúng mức thì công tác phòng chống dịch cũng kém phần hiệu quả. Vì vậy, sự chung tay của cộng đồng không chỉ góp phần san sẻ yêu thương giữa mùa dịch mà còn giúp lá chắn phòng chống dịch của thành phố thêm phần vững chắc.